hỏi. Thịnh hỏi, thường ngày trì chú là chuyên trì một bài chú hay là trì niệm nhiều loại chú? Trì chú nào được lợi ích thù thắng hơn? Đáp, không có được lợi lộc gì, vì đều là pháp bình đẳng, không có cao thấp. Một tức là nhiều, nhiều cũng là một. Con niệm chú nhiều nhưng cũng phải chuyên tâm thì mới linh nghiệm. Nếu con có thể chuyên nhất trì tụng một bài chú thôi thì càng được linh nghiệm hơn. Đó là bởi vì con có lòng tham nên mới nói là muốn niệm nhiều chú, nhiều kinh thêm một chút. Đây đều là do lòng tham của các con tác quái thôi. Hỏi một, như thế nào mới là một người tại gia hoàn toàn, vừa lo cho sự nghiệp và vừa có thể tu hành? Hai, người tu tại gia có thể nói chuyện tình ái không? Đáp, nếu muốn làm người tại gia thì đừng nên làm người xuất gia. Còn nếu muốn làm người xuất gia thì không nên làm người tại gia. Con không thể cùng một lúc vừa bắt cá lại vừa bắt gấu được. Om ha ha ha,